MC Thanh sâu audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến thần bất tử tập 49 Buông ta xuống dương Long Thảo Một đảo tràn ngập dùng mình âm thanh chuyển đến Trung linh ngăn ở Diệp Trần trước mặt Căm tức nhìn hắn Trên thân tản mát ra nồng đậm nộ khí Diệp Trần vậy mà tại một khắc cuối cùng đem nàng Dương Long Thảo cướp đi, hơn nữa còn là ở trước mặt nàng, thực sự là đáng giận. Người Dương Long Thảo Diệp Trần trong mắt hiện ra một vòng châm biếm thần sắc, lãnh đạm lắc đầu, xoay người, hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Dương Long Thảo tung tích, tranh thủ nhận được càng nhiều Dương Long Thảo. Dừng lại Cái kia Trung Linh lần nữa lạnh giọng nói, thân hình lóe lên một cái, lần nữa ngăn lại Liễu Diệp Trần đường đi, âm thanh càng thêm băng lãnh, đạo, lập tức đem Dương Long Thảo giao ra, đó là thuộc về ta. Cái này Dương Long Thảo từ khốn long hẻm núi chỗ sâu thổi ra, chính là vật vô chủ, ngươi nói đây là của ngươi, vậy theo ngươi ý tứ, cả tòa khốn long hẻm núi, đều là ngươi. Diệp Trần châm biếm một tiếng, trong lòng ám cảm giác nực cười. Ngư tử trước mắt này, không chỉ trong lòng còn có cao ngạo chi khí, còn đem tự nhìn quá thanh cao, cho là tất cả mọi người đều muốn vây quanh nàng chuyển, vì nàng thúc giục người đủ 10 gia tộc đệ tử điều bộ. Ngươi dám nói móc ta. Trung Linh ánh mắt trở nên lạnh nhạt, trên thân lại có một tia sắc ý lan tràn ra, vì Dương Long Thảo muốn giết một cái chân đạo nhị trọng thiên tiểu tử, loại sự tình này nàng căn bản không để vào mắt. Diệp Trần chân mày sững sờ, nữ tử này lại còn muốn giết người đoạt bảo, thật ác độc. Cút ngay lập tức, một đạo lạnh như băng âm, từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, cước bộ bước ra, lập tức một cỗ khí tức tinh khủng từ trên người hắn lan tràn mà ra như biển như sóng nhường trung linh cơ thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ trái tim điên cuồng loạn động lấy cỗ này khí tức tinh khủng thật cường hán trong khoảnh khắc đó trung linh thậm chí cho là mình phải lập tức chết đi trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi trung linh sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt trong nội tâm nàng một hồi bừng tỉnh nguyên lai diệp trần vẫn giấu kín thực lực nàng tuyệt đối không có khả năng từ diệp trần trong tay đoạt lại dương long thảo diệp trần thực lực mạnh mẽ hơn nàng mấy lần thậm chí càng nhiều nếu như ngươi có thể đủ đem dương long thảo cho ta ta đại biểu trung gia đối với ngươi đặt nồng đậm lòng biết ơn trong giọng nói mang theo vẻ cầu xin trung linh gặp cưỡng đoạt không thành chính là mang ra trung gia tên tuổi muốn dùng cái này trấn nhiếp diệp trần lòng biết ơn muốn tới làm gì dùng diệp trần lắc đầu chợt cơ thể cướp động lại lần nữa xông vào trong cuồng phong hắn làm sao nhìn không ra trung linh trấn nhiếp chi ý nhưng diệp trần liền hàn ra cũng không e ngại một giờ nhà hắn há lại sẽ để vào mắt căn bản khinh thường coi như nếu như ngày đó trung linh đáp ứng liễu diệp trần cùng hắn cùng nhau tiến vào khốn long thung lũng yêu cầu có lẽ diệp trần còn có thể chiếu cố một chút nàng có thể nàng chẳng những cự tuyệt còn vu khống diệp trần trong lòng còn có ác ý thử hỏi diệp trần há lại sẽ lý tới nàng cơ hội giống như khe hở lưu xa nếu là bỏ lỡ, liền khó mà tìm về. Trung Linh trong mắt lóe lên một tia hối hận chi sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Trần thực lực sẽ mạnh như vậy, nếu như sớm biết như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Diệp Trần cầu tình. Bây giờ, hộ vệ của nàng toàn bộ đều làm phản, muốn đoạt được Dương Long Thảo, cơ hội mười phần xa vời. Ngay tại lúc đó, gió càng thổi càng lớn, lần lượt từng thân ảnh không ngừng cướp động lên, đều là vì cướp đoạt Dương Long Thảo. Ở đây thuộc về khốn long thung lũng 20 dặm khu vực, lực lượng vô hình cực kỳ cường hoành, có thể dễ dàng như vậy cướp động, thực lực đều cực kỳ tốt, số đông cũng là nguyên cương cảnh tu vi. Thậm chí hồ, có chút thực lực mạnh mẽ linh thú, cũng gia nhập cướp đoạt bên trong, nuốt chứng dương nguyên thảo, đối bọn chúng vốn là cũng có lợi ích cực kỳ lớn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Võ giả, linh thú, trong lòng đều còn có độc chiếm chi ý, trong lúc nhất thời, tranh đấu không ngừng, Mùi máu tươi cũng là càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Cảm giác lực phát tán ra, Diệp Trần trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh mang, thân hình lấp lóe, thân thể của hắn lập tức xuất hiện ở một cái trung gia hộ về trước mặt, người kia thực lực đạt đến chân đạo tứ trọng thiên, tựa hồ tu luyện một loại nào đó cảm giác võ học, ngắn ngủi phút chốc, thu hai gốc dương long thảo. "Là ngươi?" Người kia cũng nhận ra Liễu Diệp Trần, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, một tay vung ra, trường đao trong tay đâm thẳng mà ra muốn nhất cử đâm xuyên diệp trần trái tim a à, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra người kia hai mắt trận to nhìn mình bộ ngực lỗ máu nhói nhói cảm giác truyền đến còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra liền tản đi cuối cùng vẻ sinh cơ diệp trần bàn tay duỗi ra đem người kia chữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi thân hình lấp lóe hướng về phía trước dương long thảo lao đi hắn không chủ động giết người nhưng nếu là có người đối với hắn trong lòng còn có ác ý Diệp Trần tuyệt sẽ không buông tha, trước hết giết người, lại đoạt bảo. Bất quá phút chốc, Diệp Trần lần nữa đoạt lấy một gốc dương long thảo, tính cả trước đây những cái kia, tổng số đã đạt đến 12 gốc, đã coi như là cực kỳ tốt. Tiểu tử thúi, người vận khí cũng không tệ. Tại khốn long thung lũng một chỗ trên vách núi đá, một cái âm lệ trung niên nhìn xem Diệp Trần, phun ra một đạo lạnh nhạt âm, hắn thấy, Diệp Trần tu vi thấp, thực lực cũng không có gì đặc biệt, có thể có được nhiều như vậy dương long thảo chỉ là vận khí hơi tốt thôi diệp trần ánh mắt nhìn về phía âm lệ trung niên chợt ánh mắt rời không để ý đến một màn này càng làm cho cái kia âm lệ trung niên cảm giác được cười diệp trần liền nhìn thẳng dũng khí của hắn cũng không có mười phần nhu nhược trung gia tiểu nha đầu ngươi làm sao sẽ tới ở đây cái kia trung niên phát hiện trung linh nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng tựa hồ cùng trung linh quan hệ cực kỳ tốt Trung linh đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, tiếp đó toát ra biến mất âm u lạnh lẽo chi sắc, đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Diệp Trần phương hướng. Cổ tiền bối, ta vì đột phá tu vi gông cùng xiềng xích, mạo hiểm tiến vào khốn long hẻm núi, mắt thấy muốn đoạt phải dương long thảo thời điểm, không nghĩ tới, tên xúc sinh này thế mà đối với ta hung ác hạ độc thủ, đà thương ta không nói, còn trực tiếp cướp đi dương long thảo, thỉnh cố tiền bối vì ta làm chủ. Trung Linh hướng về phía âm lệ trung niên nói, lập tức, Diệp Trần sắc mặt trầm xuống, cái này trung linh, từ không sinh có, trực tiếp vô khống với hắn. À, cái kia âm lệ trung niên nghe được trung linh mà nói, ánh mắt nhìn về phía liễu Diệp Trần, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ tiền bối, tu vi của người này không cao, thực lực cũng không mạnh, nhưng hắn vẫn là lấy được rất nhiều dương long thảo, đây là phung phí của trời cử chỉ, chỉ có hướng ngài cao thủ như vậy mới có tư cách nhận được dương long thảo. Gặp âm lệ trung niên toát ra vẻ hài lòng, cái kia trung linh lại tiếp tục nói, không những như thế, người này giết ta hộ vệ, cướp đi rất nhiều bảo vật, hy vọng của tiền bối giúp ta đem người này đánh chết tại chỗ, trung linh không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần một gốc dương long thảo liền có thể. Vừa dứt lời phía dưới, trung linh cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, quay đầu, nàng liền thấy Diệp Trần đôi mắt trở nên vô cùng băng lãnh, cái này khiến trái tim của nàng bắt đầu run rẩy lên. Trung quanh có chuyện tốt người, cũng nghe đến rồi trung linh mà nói thực lực của bọn hắn cũng không cao, nhưng cũng là mái trèo trần đoàn đoàn bao vây đứng lên, nếu là có thể thừa dịp hai người đánh nhau thời điểm, mò được một chút chỗ tốt, đó cũng là một bút của cải đáng giá. Cảm nhận được chung quanh cường giả ánh mắt, Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, các vị, tất nhiên ta chiếm được Dương Long Thảo, vậy những này Dương Long Thảo liền thuộc sở hữu của ta, nếu có ai muốn ra tay, ta tuyệt sẽ không lưu tình. Diệp Trần không muốn gây sự, nhưng là từ trước tới giờ không sợ phiền phức, cùng lắm thì, đấm ra một quyền một con đường máu, lấy giết chấn nhiếp quần hùng. Thật thú vị, cái kia âm lệ trung niên nam tử cười lạnh nói, chỉ ngươi thực lực như vậy, còn dám can đảm uy hiếp chúng ta, lập tức thả xuống chư vật giới chỉ, lăn ra khốn long sơn mạch, ta còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Nói không sai, hoặc là lăn, hoặc là chết ở chỗ này. Một cái cường giả vây xem cũng mở miệng nói ra, nhất thời, cả đám chờ, đều là phát ra chế diễu thanh âm, rất rõ ràng, bọn hắn gặp Diệp Trần trầm mặc không nói, đều coi hắn là trở thành quả hồng mềm. Nếu là quả hồng mềm, cái nào lại có sợ gì? Hoặc là lăn, hoặc là chết ở chỗ này. Diệp Trần nghe được cái kia vị cường giả mà nói, chân mày hơi hơi nhíu chặt, tại hắn sâu trong mắt, lướt qua một tia hàn ý lạnh lẽo. Cước bộ hướng về phía trước bước ra, một cỗ kim mang chói mắt, từ Diệp Trần trên thân lan ra, long ngâm vang lên, càng là tại toàn bộ trong không gian trầm rãi quanh quẩn, yếu ớt, nhưng lại kiêu ngạo. Ha ha, ngươi còn nghĩ động thủ. Âm lệ trung niên nhìn thấy Diệp Trần cử động, hơn nữa cảm nhận được cỗ này hùng hậu kim mang, trên khóe môi của hắn vung lên một vòng lãnh khốc mỉm cười. Diệp Trần cũng không trả lời, cước bộ lần nữa bước ra, trong nháy mắt, tiếng oanh minh vang lên, mặt đất dưới chân lan tràn ra từng đạo vết sách, Diệp Trần cơ thể, đột nhiên lướt qua mà ra, một cỗ bá đạo quyền phong, ở trên người hắn nở rộ sau lưng trăm mét kim long uốn lượn ngửa mặt lên trời thét dài long uy nếu như biển động kéo dài không cần chân đạo tứ trọng thiên hậu kỳ ánh mắt của mọi người hơi hơi ngưng kết cô này quyền phong thật bá đạo giống như là sân nhạc như vậy để bọn hắn trong lòng sinh ra cảm giác bất lực nhưng mà diệp trần thực lực vẹn vẹn chân đạo tứ trọng thiên hậu kỳ nhưng của uy thế này nhưng là thật sự đạo lục trọng thiên âm lệ trung niên còn kinh khủng hơn rất nhiều Trung Linh con ngươi một hồi thích chặt, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Nam tử này thật là bá đạo uy thế, hơn nữa còn nắm giữ lấy kim long hộ thể, nhất định là nhiều hậu trường. Trong nội tâm nàng hối hận càng đậm, chính mình chẳng những cư tuyệt diệp trần cùng với nàng cùng nhau thỉnh cầu, còn mở miệng châm chọc cùng hắn, hơn nữa vặn vẹo hắc bạch, thỉnh âm lệ trung niên đối phó hắn. Vây xem cường giả cũng là ánh mắt lấp lóe, diệp trần thực lực thấp hơn nhiều âm lịch trung niên, lại trực tiếp ra tay khiêu chiến hắn là lòng tự tin bành trướng, vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi. Cuồn cuộn nguyên cương từ trên người nở rộ, âm lệ trung niên ánh mắt băng lãnh như băng, đạo, không biết điều ra hỏa, người cho rằng phô trương thanh thế, liền có thể lừa qua ta. Nói xong, thân thể của hắn hướng về Diệp Trần lao đi, bàn tay đánh ra, một đạo màu xanh ra trời trường ảnh nổi lên, phun ra nuốt vào ra bành trướng vô tận lực lượng kinh khủng. Rốt cuộc là ai đang hư trương thanh thế? Một đạo lời lạnh như băng âm, từ Diệp Trần trong miệng phun ra, bên trong hư không, Kim Long lướt lên cửu tiêu, Long ngâm đại tác, vô cùng vô tận long uy rơi xuống, phóng thích ra kinh khủng bá đạo chi ý. Hổ ảnh. Trong hư không, một đạo thanh mang thiểm lược mà qua, hổ khiếu chấn thiên, một đầu giống như đến từ thượng cổ thanh sắc hổ ảnh, xuất hiện ở nơi đó, vừa kêu phía dưới, vạn thú thần phục, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên cứng ngắc vô cùng. Ồn ào. Âm lệ trung niên khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng nụ cười, trong mắt hắn, Long Uy có hoa không quả, hổ ảnh càng là giống như hư vô, nhìn qua uy mãnh dị thường, kỳ thực không có nửa điểm tác dụng, hắn một trường này, không những có thể phá vỡ những thứ này sốc nổi long hổ hư ảnh, còn có thể nhẹ nhóm lấy đi diệp trần tính mệnh. Ầm ầm thanh âm truyền ra. Trường ảnh trung điệp, phảng phất một vũng chân chính xanh thẳm sóng biển, để đám người đều rối rít tránh ra tới, Trợn mắt hốc mồm, đều là bị Âm Lệ Trung Niên bá đạo thủ đoạn làm chấn kinh. Nhưng mà, Diệp Trần trên mặt không chút biểu tình, song quyền của hắn vẫn là như vậy duỗi thẳng, long hổ hư ảnh, tiếng gào thoải mái. Chết. Âm Lệ Trung Niên phẫn nộ quát, trường ảnh mang theo khí tức hủy diệt, bao trùm Diệp Trần thân thể. Nhất thời, cuồng phong gào thét, sóng biển chụp núi, toàn bộ không gian đều bao phủ ở oanh minh bên trong, căn bản khó mà tìm phương hướng này liền kết thúc. Đám người nhìn qua vô cùng vô tận trường ảnh, Diệp Trần, đã biến mất ở tại chỗ, tìm không thấy tăm hơi. Trung Linh nhẹ nhàng thở ra, Diệp Trần chết, trong nội tâm nàng tảng đá lớn cũng theo đó để xuống, bỗng cảm giác thoải mái không thiếu. Ân, ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng lại, ánh mắt bắn ra đi qua, ở nơi đó, có một đạo thanh kim sắc tia sáng, phá vỡ trùng trùng trường ảnh, bá đảo, không sợ hãi, Phảng phất không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản bọn chúng quang huy. Âm lệ trung niên cũng là khiếp sợ không thôi, lập tức cơ thể hướng phía sau cướp động, nhưng hắn phát hiện, cái kia thanh kim sắc tia sáng quá nhanh, như điện, như lửa, hắn vô luận như thế nào đều kéo không ra khoảng cách. Oanh một tiếng, trường ảnh vỡ vụn, thanh kim sắc tia sáng vút không mà ra, cái kia thanh mang, vi hổ, cái kia kim mang là long, long hổ giao thoa, quyền phong trở nên càng bá đạo tựa hồ muốn xé rách mảnh không gian này. Đám người ánh mắt ngưng kết, chợt, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, tại long hồ thét dài bên trong, âm lệ trung niên cơ thể, đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, huyết sắc tế không, tại hắn chỗ lồng ngực, nhiều hơn một cái huyết động, nội tạng biến thành hư vô. Sau đó thân thể của hắn, từ không trung rơi xuống dưới, vô thành vô tức. Âm lệ trung niên, chết. Ngu xuẩn. Nhìn qua rớt xuống đất băng lãnh thi thể, Diệp Trần phun ra một đạo âm. Cái này âm lệ trung niên, vốn là có thể an tâm thu thập dương long thảo, nhưng hắn tin vào trung linh sảm ngôn, hơn nữa muốn dựa vào thực lực của mình, nhưng Diệp Trần giao ra chữ vật giới chỉ, tiếp đó cút đi khốn long hẻm núi. Diệp Trần giết hắn, nhẹ nhóm tùy ý, vẻn vẹn một quyền, liền để hắn hồn quy hoàng tuyển, hắn là chân đạo lục trọng thiên tu vi, tại hoàng thành cũng coi là một cái nhân vật, nhưng bây giờ, đã biến thành thi thể, tự gây nghiệt. Đáng tiếc, Hắn đã chết, cho dù bằng mọi cách hối hận, cũng không có ý nghĩa. Lấy lại tinh thần, Diệp Trần đôi mắt quét về vây xem cường giả, lạnh lùng nói, vừa rồi các ngươi cũng muốn đoạt ta chứ vật giới chỉ. Cái kia mấy vị cường giả ánh mắt ngưng lại, Diệp Trần trên thân, sát ý càng đậm, hắn còn nghĩ giết người. Vì bằng hiếu này, ngươi cũng đã biết nam tử này là ai. Một cái cường giả đứng dậy, đưa tay chỉ trên mặt đất âm lệ trung niên, thản nhiên nói, hắn gọi là Cổ Xuyên là kiều gia khách khanh trưởng lão. À, thì tính sao? Diệp Trần nhẹ nhóm tùy ý trả lời, nhưng cái kia vì cường giả sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, quát lên, ngươi biết kiều gia gia chủ kiều bình thiên A, hắn bây giờ trưởng quản tứ phương các, quyền thế ngập trời, hơn nữa hắn cùng cổ xuyên quan hệ vô cùng tốt, ngươi giết cổ xuyên, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Sắc mặt bình tĩnh như trước, Diệp Trần cước bộ chậm rãi bước ra, thượng cổ sát ý ở trên người nở rộ cảm nhận được Diệp Trần trên người sát ý, cái kia vị cường giả có chút luống cuống, ngữ khí gấp rút, ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta có bốn người, phân tán bốn phía thoát đi, ngươi nhất định muốn hao phí rất nhiều thời gian, cho đến lúc đó, kiều ra đến, ngươi khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng, ngươi thả chúng ta, đại gia cứ tính như thế à. Cảm thấy Diệp Trần là một cái quả hồng mềm, bọn hắn liền muốn vơ vét chỗ tốt, hùng hăng bóc lột một phen. Mà bây giờ, bọn hắn phát hiện Diệp Trần là một khối tấm sắt, gặm không dưới, ngăn không được, cho nên muốn tất cả biện pháp để cho mình có thể sống sót, lẫn yếu sợ mạnh, căn bản không danh giới cuối cùng chút nào. Phàm là muốn giết ta người, đều phải chết. Diệp Trần phun ra một đạo lời lạnh như băng âm, trong chốc lát, cuồng phong kia bên trong, phảng phất sen lẫn rét thấu xương hàn ý, làm cho tất cả mọi người trái tim, mới thôi run lên, muốn giết Diệp Trần nhân, hắn đều muốn giết, thật bá đạo. Đi có một vị cường giả thân hình lấp lóe trực tiếp chui vào mặt đất ở trong, rất nhanh, còn lại 5 người lần lượt muốn chạy trốn, hướng về các nơi vút không mà đi, căn bản vốn không lưu dư lực. Trốn được. Diệp Trần lật ra kinh lôi minh cung, dây cung kéo căng, một tiếng sấm rền thanh âm, đột nhiên tại trong hạp cốc nổ tung. a à, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy cái kia trong hư không một cái cao thủ, cơ thể đột nhiên cứng ngắc, một cây tản mát ra băng lãnh hàn khí mũi tên, đâm xuyên qua hắn nguyên hải nguyên khí tiêu tan đã biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân còn chưa từ giữa không trung rơi xuống chính là bị một đầu linh thú cắn đứt cổ tiên huyết điên cuồng phun ra diệp trần ánh mắt bình tĩnh tại bắn ra một tiễn này thời điểm hắn liền đem ánh mắt rời về phía một người khác không còn lý tới bởi vì hắn biết một tiễn này bắn ra người kia chắc chắn phải chết đây là tự tin đối với thực lực mình cường đại tự tin mũi tên rời dây cung, tất sát một người. Đám người ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất ba bộ thi thể, cuồng phong thổi qua, cuốn lên một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đảo, gây mũi, đồng thời cũng là để cho bọn họ trái tim run một cái, không tại sao, liền đề kinh khủng tiễn thuật. Diệp Trần thu hồi kinh lôi minh cung, thân hình lấp lóe, đột ngột xuất hiện ở khốn long thung lũng lối đi ra, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thẳng cái kia may mắn còn sống sót hai danh cường giả. Tiểu tử, Ngươi có cần thiết làm đến tận tuyệt như vậy sao? Cái kia hai vị cường giả nhìn thấy Diệp Trần, sắc mặt trắng bệch, nói, ngươi giết chúng ta, hoàn toàn không có chỗ tốt, còn có thể để cho ngươi gặp phải nguy hiểm, hà tất phải như vậy đâu. Khốn long trong hạp cốc phát sinh huyết đấu, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, nhưng giống như là tình huống của hôm nay, vẫn là lần đầu tiên, Diệp Trần người gần nhất, nhưng là đuổi giết năm vị cường giả, không chết không thôi. Động tính như vậy, đã triệt để truyền vang mở ra, cái kia kiểu ra người, nhất định đang chạy tới trên đường. Vừa rồi các ngươi gặp thực lực của ta thấp, liền nghĩ đem ta giết chết, sau đó chia cắt ta chữ vật giới chỉ, như thế khi nhục, thân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, ta vì sao muốn nhẫn. Diệp Trần phun ra một đạo âm, lưng thẳng tắp, một cỗ không sờn lòng bá đạo chi khí hơi thở, từ trên người chậm rãi lan tràn ra. Diệp Trần, từ trước tới giờ không vô cớ khi nhục người khác, nhưng là tuyệt không nguyện bị người khi nhục, bằng không, hắn tập được một thân võ học thì có ích lợi gì? ngươi cái người điên này! hai danh cường giả biết hôm nay là không có khả năng bình yên rời đi nơi đây, nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương sát ý, cơ thể đồng thời cướp đoạt, xông ra mặt đất. diệp trần cười lạnh, quyền phong tàn phá bừa bãi, mặt đất cuốn lên một cố cát bụi sóng, thân thể của hắn cũng liền xông ra ngoài. nhưng mà tại diệp trần vừa xông ra mặt đất trong nháy mắt, một đạo kinh khủng đau mang liền từ trên bầu trời bổ xuống tầm mắt bên trong kiếm khí đầy trời tàn phá bừa bãi trồng chất mang theo tất phải giết ý cái này hai vị cường giả đều là chân đạo ngũ trọng thiên tu vi vì sống sót đều là bảo phát ra một chiêu mạnh nhất đao mang kiếm khí ý đồ phong tỏa diệp trần tránh né con đường diệp trần cước bộ đột nhiên na di như một đảo huyễn ảnh giống như tránh né mở ra mặt đất nổ tung không khí phá toái tại đao mang cùng kiếm khí dưới sự tàn phá mà ngay cả nguyên khí đều bị quấy trở thành nát bấy. Chỉ cần chúng ta có thể kéo tới kiều gia người đến, vậy thì còn có một đường sinh cơ. Cái kia hai danh cường giả gầm thét một tiếng, đao kiếm quét ngang, thế công giống như sóng biển, một tầng tiếp lấy một tầng, bao trùm toàn bộ không gian. Từ các ngươi ngấp nghé ta nhẫn chữ vật thời điểm, các ngươi cũng chưa có đường sống. Diệp Trần cước bộ bước ra, trên thân, nồng đậm thượng cổ sát ý, không ngừng phụt ra hút vào, hướng về cái kia hai vị cường giả gào thét mà đi. Thối lui. Cảm thấy cổ sát ý này kinh khủng, cái kia hai danh cường giả sắc mặt đại biến, đao kiếm trong tay điên cuồng huy động, phóng xuất ra phong duệ chi khí, ý đồ ngăn cản cổ sát ý này, cùng lúc đó, thân hình của bọn hắn cũng là đột nhiên hướng lui về phía sau. Cổ sát ý này, như thế nào có loại quen thuộc cảm giác. Một danh cường giả nhìn lên trước mắt tinh hồng chi cảnh, trong lòng thầm nhủ một tiếng, ánh mắt vừa muốn nhìn về phía phía trước. Bất quá, ngay trong nháy mắt này, đôi mắt của hắn đột nhiên run lên, chợt, một cỗ nồng đậm màu đen nồng vụ, lại từ tinh hồng trong sát ý nổi lên, lao nhanh hướng hắn đánh tới. Không tốt, cảm nhận được trong khói đen kinh khủng sát ý, thân thể của người kia run không ngừng, muốn huy kiếm ngăn cản, thế nhưng đã quá muộn, khói đen kia từ bên cạnh hắn xuyên cướp mà qua, một đào huyết sắc thập tự, khắc ở bộ ngực của hắn chỗ, tiên huyết, phun ra ngoài. Diệp Trần, đứng ở cái kia vi cường giả sau lưng, đôi mắt băng lãnh vô tình cước bộ vừa bước ra một bước tiếng kêu rên chuyển ra cái kia danh cường giả hai mắt trợn to tại chỗ chết mất lại chỉ có ngươi diệp trần bàn tay nắm vào trong hư không một cái đem cái kia danh cường giả chữ vật giới chỉ nắm vào trong tay ánh mắt chuyển qua nhìn về phía cuối cùng một danh cường giả vừa rồi một chớp mắt kia quá nhanh sát ý xông ra trong nháy mắt diệp trần liền biến thành trong khói đen shinigami dùng thập tự huyết quang cướp đi cái kia danh cường giả tính mệnh, sạch sẽ, lưu loát, thậm chí có thể nói là tràn đầy giết hại mỹ cảm. Chân đạo ngũ trọng thiên, tại Diệp Trần trong mắt, không thua gì gà đất chó sành, muốn giết cứ giết, vô cùng nhẹ nhóm, để đám người nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt đều tràn đầy kiên kỳ chi ý, chỉ sợ tiếp theo một cái trước mắt, tử vong liêm đao, liền sẽ xẹt qua cổ của bọn hắn. Cùng chuyện này người không liên quan, ta tuyệt sẽ không ra tay. Diệp Trần ánh mắt đạm nhiên đảo qua, Cước bộ lấp lóe, trong nháy mắt đi tới cuối cùng một danh cường giả trước người, quyền phong lần nữa nở rộ. Giờ này khắc này, cái kia danh cường giả đã không có bất kỳ ý niệm trốn chạy, Diệp Trần quá mạnh mẽ, ở trong tay của hắn căn bản không có biện pháp tìm đến một chút hy vọng sống. Bình một tiếng, cuối cùng một danh cường giả, trên người sinh cơ tiêu tan, chậm rãi rớt xuống đất. Trung Linh đứng tại cách đó không xa, tận mắt thấy Diệp Trần đem các loại cường giả nhẹ nhóm đánh giết mỗi giết một người, sắc mặt của nàng liền tái nhợt một phần, nàng bây giờ đã bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, sâu trong ánh mắt, một mảnh kinh hái. Mô quản gia, ngươi giúp ta ngăn chặn ra hỏa này, đợi ta rời đi khốn long hẻm núi sau đó, ta nhất định mời đến cha ta, tại chỗ giết tiểu tử này, báo thù cho ngươi. Trung Linh đột nhiên quay người nhìn về phía lão giả bên cạnh, để đám người ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hảo một cái âm hiểm ác độc nữ tử vì mình tính mệnh thế mà nhường qua tuổi lục tuần quản gia đi chịu chết tiểu thư ngươi lão già kia trong đôi mắt lập lòe bi ai chi sắc hắn hít một hơi thật sâu hai tay mở ra chắn diệp trần trước mặt của tuy trung linh đợi hắn bất nghĩa nhưng lão già lại không thể đối với nàng bất nhân thân là trung gia quản gia chính là muốn bảo hộ trung linh cho dù là chết lão già cũng chỉ có thể cắn răng trên đỉnh đây là hắn chức trách cũng là hắn nghĩa vụ ngô quản gia ngươi lên đường bình an. Trung Linh khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, càng làm cho Diệp Trần trên thân tản mát ra nồng hậu dày đặc sát ý, cười. Nữ tử này, lại còn cười mở miệng. Người vong ân phụ nghĩa, giết. Diệp Trần phun ra một đảo băng lãnh âm, sát ý bộc phát, sông lên tận chín tầng trời tận trời. Giết, tại ta kiều ra địa bàn, ngươi còn nghĩ giết người. Ngay lúc này, nơi xa, một đảo cuồn cuộn âm thanh truyền tới, cực kỳ bá đảo, để đám người ánh mắt cũng là ngưng lại, hướng về thanh nguyên chỗ nhìn lại. Ở nơi đó, có một đào hắc ảnh, lấy một loại quỷ dị tốc độ gào thét mà đến. Chờ tới gần một chút, đào hắc ảnh kia dần dần hiện ra, chính là một cái tướng mạo tà dị thanh niên, người mặc hắc bào, ngự không lao nhanh mà đến, áo bào bay phất phới, rất có vài phần tiêu sái chi sắc. Kiều không cách nào, đám người lên tiếng kinh hô, mà cái kia trung linh nhìn thấy người thanh niên này, càng là bộc phát ra vẻ mừng như điên, ánh mắt chuyển qua, dùng một loại châm chọc ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, căn bản không có mới vừa kinh hoàng chi dung. Kiều không cách nào nhẹ nhiên rơi xuống, ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên thân, khóe miệng lộ ra một vẻ tà dị nụ cười, đảo là ngươi giết cổ xuyên. Phải thì như thế nào? Diệp Trần cũng tại đánh giá người thanh niên này, người này cũng dám kiểu vô thiên dáng dấp giống nhau đến bảy phần, bất quá, thiên phú của hắn càng mạnh hơn một chút, đã đạt đến chân đạo thất trọng thiên, bước vào hỗn nguyên cảnh giới. Giết người, náo loạn chuyện, còn dám lân lối như thế, cuồng nhân Diệp Trần chi danh, quả nhiên đủ điên cuồng, đủ bá đạo. Kiều không cách nào có mấy phần âm nhu che miệng nở nụ cười, dương mắt lên nhìn thời điểm, tại con ngươi chỗ sâu nhất, nhưng là bộc phát ra một cỗ vô cùng khí tức âm lãnh. Tại này cổ khí tức âm lãnh bên trong, cuồng phong đình chỉ gào thét, thậm chí ngay cả mùi máu tươi đều liền như vậy ngưng kết. Toàn bộ khốn long hẻm núi, như rơi hầm băng, làm cho người thể xác tinh thần vì đó băng hàn. Cuồng nhân Diệp Trần Nghe thấy lời nói ngữ, đám người cũng là lâm vào ngắn ngủi trong đờ đẫn, ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên thân, kinh ngạc, nghi hoặc, kinh ngạc, cái này nam tử khôi ngô, lại là thanh danh hiền hách Diệp Trần. Ngươi tựa hồ nhận lầm người A. À. Diệp Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt chuyển qua, nhìn chăm chú trước mắt hắc bào nam tử. Kiều vô pháp lắc đầu, trên mặt cười ta càng là nồng nặc mấy phần hắn nhìn thẳng Diệp Trần, mở miệng nói ra, Diệp Trần, không thể không thừa nhận, thuật dịch dung của ngươi cực kỳ tinh xảo, diện mạo, thân hình, tu vi, thậm chí khí tức, đều cũng có thay đổi long trời lỡ đất, để cho người ta khó mà phân biệt. Nhưng mà kiểu vô pháp ngữ chuyển hướng, cười nói, nhìn chung toàn bộ hoàng thành, có ai có thể thôi động long hổ song ảnh, đấm ra một quyền, thét dài chấn thiên, đều là bá đạo chi khí. Trừ cái đó ra, thân ngươi phụ thượng của sát ý, nhất niệm phía dưới, sát y giống như vô tận huyết hải, hai điểm này mặc kệ ngươi như thế nào thay đổi, cũng đừng hỏng che qua cặp mắt của ta. Trong lời nói, cái kia kiểu vô pháp bước chân khẽ rời đi, trên thân mang theo một cỗ chỉ điểm giang sơn chi khí tức, một đôi tròng mắt, phản phất đã nhìn thấu Diệp Trần. Điểm trọng yếu nhất, cuồng nhân Diệp Trần, trời sinh tính khinh cuồng, bá đạo, không sợ người khác, lại càng không sợ cường quyền, mà trên người của ngươi, vừa vặn là tràn đầy loại khí thế này, dù là dịch dung thuật cao minh đến đâu, cũng không cách nào ẩn tàng. Thoại âm rơi xuống, Diệp Trần đột nhiên cười lên tiếng, bàn tay vung lên, đem Thiên Huyễn Thần Thông triệt hồi, lộ ra lúc đầu diện mục. Trong đám người, lập tức một mảnh xôn xao thanh âm, người này, quả thật là Diệp Trần. Trung Linh càng là trợn mắt hốc mồm, nàng đã từng nghe qua vô số liên quan tới Diệp Trần chuyện dấu vết, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà đắc tội như thế một tên sát thần, nhưng ánh mắt chuyển qua, nhìn thấy kiểu vô pháp thời điểm nàng lại buông xuống trong lòng tảng đá lớn, tràn ngập tự tin. Kiều vô pháp, chính là kiều gia con trai trưởng. Tuy hắn là kiều vô ngày thân đệ, nhưng kiều vô pháp thiên phú phải xa xa thắng qua kiều vô thiên, huống hồ hắn trời sinh đồng thuật, nắm giữ dòm ảnh chi mắt, có thể một mắt xuyên thủng ngàn vạn sự vật, vô cùng lợi hại. Kiều gia sở dĩ rất được phương hàn hậu ái, cũng là bởi vì kiều gia xuất ra một cái kiều vô pháp. Tại chiếm đoạt tứ phương các kế hoạch bên trong, kiểu vô pháp cũng là chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị, mưu đồ, thủ đoạn, thậm chí lòng dạ đều sâu không thấy đáy, bảy mưu nghĩ kế tại tâm trong lồng ngực, thầm tách hết thầy. Luận thực lực, hắn cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng luận mưu đồ, nhưng là có thể so với tam triều nguyên lão, nguyên nhân được người xưng là mưu công tử. Không hổ là mưu công tử, tâm tư kín đáo, quả nhiên làm cho người bồi phục. Diệp Trần trên thân tản mát ra hùng hậu khí thế, ánh mắt hơi sướng sờ, thản nhiên nói, nhưng chỉ bằng ngươi một người, tựa hồ ngăn không được ta đi. Đó là tự nhiên, của nhân Diệp Trần thực lực, ta vẫn biết đến. Kiều vô pháp tùy ý nói một tiếng, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, tiếng xé gió không ngừng, tại thung lũng vách núi chỗ, càng là xuất hiện không ít bóng người. Bóng người nhao nhao lướt đến, số lượng vẻn vẹn có 13 người, nhưng không khỏi là siêu cấp cao thủ, tu vi đều đạt đến chân đạo lục trọng thiên cảnh giới. Ta tất nhiên phát hiện thân phận của ngươi, chắc chắn sẽ không như thế đại ý, ta cũng không phải kiểu vô thiên na thằng ngu, tùy tiện khinh thường, cuối cùng không công bị mất mạng. Nói tới kiểu vô ngày thời điểm, kiểu vô pháp trong mắt tràn đầy trào phúng ý vị, hắn đánh ra một cái búng tay, nhất thời, cái kia 13 người nhao nhao lướt đi, trên thân nguyên cương gào thét mà ra, trực tiếp bao phủ cả vùng không gian. Vù vù âm thanh chậm rãi truyền đến, trong tầm mắt, cái kia 13 người trên thân cũng là bộc phát ra một vệt sáng, lưu quang trùng điệp, càng là ở giữa không trung ngưng tụ ra một đảo huyền diệu đồ văn, một cỗ không gió uy áp cảm giác, bắt đầu tràn ngập ra. Trận Pháp, Diệp Trần Những mày, những thứ này lưu quang đều là từ trận văn ngưng kết mà thành, cái này 13 người, thế mà tất cả đều là nguyên trận sư, với lại đẳng cấp đều đạt đến tứ cấp liệt kê. Không sai, đây chính là một tòa trận Pháp, cấp 5 đại trận, hỗn thiên tỏa linh trận. Kiểu vô pháp tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn, đột nhiên hướng hư không vô tới. Oanh một tiếng, mấy ngàn đạo trận văn lướt lên bầu trời, đồ văn tràn ngập, phảng phất là tạo thành một tòa hư ảo cung điện như vậy, 13 tên nguyên trận sư trôi nổi tại giữa không trung, cầm trong tay nguyên khí xiềng xích, phảng phất chấn áp toàn bộ thiên địa. Diệp Trần, trên người ngươi có quá nhiều ác chủ bài, long hồn nguyên thể, kinh khủng tiến thuật, quỷ dị hoa sen màu máu, còn có vẻ này có thể đóng băng chân nguyên hàn khí, tuy tu vi của ngươi bất quá là chân đạo tứ trọng thiên hậu kỳ, nhưng nếu như ra tay toàn lực chỉ sợ ngươi có thể chém giết chân đạo thất trọng thiên thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả kiểu vô pháp đứng tại chân pháp bên ngoài hướng về phía diệp trần từ tốn nói cho nên ta sẽ không xem thường ngươi càng sẽ không cảm thấy ta có thể đưa ngươi tại chỗ chém giết bởi vì ta không giết được ngươi cho dù là phụ thân của ta đều không cách nào đem ngươi đánh giết kiểu gia gia chủ kiều bình thiên đã bước vào chân đạo bát trọng thiên cảnh giới nhưng kiểu vô pháp vẫn cảm thấy bị giết không được diệp trần bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Diệp Trần chỉ có xem trọng, cũng không khinh thị, lại càng không sẵn sàng cuồng vọng chi tâm, bởi vì, tất cả khinh thị Diệp Trần, đối với Diệp Trần người cuồng vọng, cũng đã đã biến thành thi thể lạnh băng. Đã ngươi phân tích như thế thấu triệt, vậy ngươi cảm thấy tòa này cấp 5 khốn trận, liền có thể vây khốn ta. Diệp Trần ánh mắt hơi hơi chuyển qua, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy bàng hoàng đám người, lại nói, còn nữa, ngươi muốn giết ta, đó là ngươi ta sự tình, vì sao muốn liên lụy những thứ này người vô tội người vô tội bọn hắn nơi nào vô tội kiều vô pháp lời nói để đám người ánh mắt hơi hơi ngưng lại lại nghe được kiều vô pháp tiếp tục nói cái này khốn long hẻm núi vốn chính là về ta kiểu ra tất cả nếu là ta kiểu ra chi vật như vậy những người này ở đây này cướp đoạt dương long thảo chính là cướp đoạt ta kiểu ra chi vật này tội đáng chết nghe vậy diệp trần sắc mặt biến phải lạnh nhạt cái này kiều vô pháp lại còn nói khốn long hẻm núi về hắn kiểu ra tất cả, ngôn ngữ thời điểm, hoàn toàn không để mắt đến những thứ này người vô tội tính mệnh, thật là máu lạnh. Kiều công tử, ngươi có từng nhớ ký ta? Lúc này, Trung Linh đột nhiên nói một cái câu, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem kiều vô pháp, thấp giọng nói ta là Trung gia đích nữ, lần trước cửa ải cuối năm thời điểm, người ta còn gặp qua một lần. Kiều vô pháp suy tư phút chốc, gật đầu một cái, cái này khiến Trung Linh mừng rỡ như điên, vội vàng nói ta trung gia là kiểu gia trung thực minh hiếu mà ta cũng đối kiều công tử ngưỡng mộ đã lâu hôm nay ngươi vây giết diệp trần chính là vì dân trừ hại tất nhiên sẽ nhận được hoàng tử khen thưởng chỉ bất quá ngươi có thể không thể để cho ta rời khỏi nơi này trước nhìn trước mắt hắc bào nam tử trung linh trên mặt đã lộ ra một bộ xinh đẹp chi sắc muốn dùng cái này chiếm được kiểu vô pháp niềm vui nhưng mà kiểu vô pháp trả lời nhưng là để cho nàng cả người đều ngẩn ở đây một bên chỉ thấy cái kia kiều vô pháp ngón tay nhẹ nhiên một điểm, chỉ kình đột nhiên bộc phát, vút không mà qua, trong nháy mắt đâm xuyên qua trung linh trái tim, phát ra sương máu, nhiễm đỏ quần áo của nàng. Tất nhiên trung gia là kiều gia trung thực minh hiếu, cái kia vì có thể thành công vây giết Diệp Trần, ngươi nên phải có dâng gia sinh mạng giác ngộ, bất quá ngươi yên tâm, đợi ta giết Diệp Trần, ta sẽ tiến đưa trung gia 327 nhân khẩu xuống cùng ngươi, trung gia, ở nơi này hoàng thành hàng tích chứ quá lâu, cũng là thời điểm biến mất nhẫn tâm như vậy tiếng nói, để đám người trong đầu là run lên, cái kia trung linh mở to hai mắt, nơi khóe mắt, xẹt qua một vòng hối hận nước mắt, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã chậm. Thôi động trận pháp, lập tức vây giết Diệp Trần. Theo kiểu vô pháp quát một tiếng phía dưới, cái kia 13 tên nguyên trận sư trên thân tản mát ra nồng đậm tia sáng, nguyên khí xiềng xích rung động, chỗ ánh mắt nhìn tới, một cỗ nồng đậm màu tím sương mù, đột nhiên tràn ngập cả tòa đại trận màu tím sương mù tràn ngập cả tòa nguyên trận chỉ là tiếp xúc mảy may chính là có người phát ra tiếng kêu thảm thiết âm trên thân thể huyết nhục bắt đầu sụp đổ chảy ra gai mũi máu đen có độc diệp trần bọn người đôi mắt cứng đờ những thứ này màu tím trong xương khói ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt kịch độc loại kịch độc này rất khủng bố chỉ cần hơi tiếp xúc liền sẽ ăn mòn toàn thân huyết nhục tiến tới phá hủy kinh mạch để cho người ta triệt để mất đi năng lực phản kháng nhưng phàm là khốn trận đều có nhất định năng lực chịu đựng, các ngươi liên thủ oanh kích một điểm, liền nhất định có thể đem hắn phá vỡ. Diệp Trần thấp giọng nói một câu, cước bộ bước ra, long hổ hình bóng, lần nữa từ trên người nở rộ. Bây giờ tất cả mọi người bị vây khốn ở nguyên trận ở trong, muốn ra ngoài, nhất định phải đoàn kết lại, điểm này, đám người cũng là minh bạch, lập tức đứng thành một đoàn, nguyên lực triệt để bộc phát ra, hóa thành một cỗ kinh thiên cột sáng. Trận pháp là từ 13 đầu xiềng xích ngưng kết mà thành. Cái này 13 đầu xiềng xích chính là khốn trận trận nhán, liên thủ oanh kích một đầu. Diệp Trần lại bổ sung một tiếng, trong đôi mắt tử mang lướt qua, trong nháy mắt xem thấu cả tòa nguyên trận cấu tạo. "Hảo." Đám người đều là gật đầu đáp, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn muốn ra ngoài, nhất định phải dựa vào Diệp Trần trợ giúp, mà Diệp Trần chỉ huy cũng là đơn giản hữu lực, để bọn hắn cảm giác cực kỳ đáng tin. Ầm ầm thanh âm truyền ra, cột sáng bắn ra hướng về gần nhất một đầu nguyên lực tỏa liên đánh tới nực cười kiểu không cách nào nghe được diệp trần cùng đám người đối phương không khỏi bật cười một tiếng bàn tay lần nữa đánh ra cái kia tràn ngập trong không khí xương độc trở nên càng ngày càng hùng hậu không chỉ như thế trong hư không càng là còn có nóng bỏng flamethrower xuống trong nháy mắt đem mấy người thiêu thành cho tàn lại là nguyên trận diệp trần nhìn xem cái kia mấy đảo hỏa diễm đôi mắt khẽ run những ngọn lửa này là từ tứ cấp nguyên trận kích phát mà đến, uy lực mười phần kinh khủng, nhưng hỗn thiên tỏa linh trận rõ ràng là khốn trận, xuất hiện xương độc còn có thể giảng giải, vì cái gì còn có thể phun ra lửa. Ngươi là có hay không cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn thấy Diệp Trần kinh ngạc biểu lộ, Kiều không cách nào cười nhạt một tiếng, đạo tòa này hỗn thiên tỏa linh trận bản thân là một tòa thông thường khốn trận, nhưng đi qua ta cải tiến sau đó, nhường 13 tên tứ cấp nguyên trận sư đồng thời bố trí, một hồi chia ra làm 13 bộ phận, mỗi một tên nguyên trận sư liền có thể phân ra một bộ phận tâm thần, bố trí những thứ khác trận pháp. Trong ngôn ngữ, Kiều không cách nào bàn tay vỗ nhẹ, nguyên trận bên trong oanh minh không ngừng, ngoại trừ cực nóng hỏa diễm bên ngoài, thấu xương băng trùy, bén nhọn phong nhận, còn có cuồng bạo kinh lôi, trồng chất, không ngừng đánh giết đờ đẫn đám người. Bất quá sau một lát, đám người chính là tử thương hơn phân nửa, chàng diện cực kỳ huyết tinh. Như thế nào, ta sáng tạo hợp lại nguyên trận, uy lực như thế nào. Kiều không cách nào hai tay mở ra, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Đến nỗi những cái kia tại nguyên trận bên trong kêu rên cầu xin tha thứ võ giả, hắn nhìn cũng không nhìn một mắt, lãnh huyết, vô tình. Chỉ bằng như ngươi loại này đồ vật loạn thất bát tao, cũng dám xưng là nguyên trận, ngươi thật đúng là nâng lên chính mình. Diệp Trần cước bộ đạp mạnh, cơ thể lăng không, toàn thân đều tản mát ra bá đạo chi khí hơi thở. Giết hắn! Kiều không cách nào cười lạnh một tiếng, nguyên trận bên trong lập tức tuôn ra nồng hậu dày đặc xương độc, bao phủ Diệp Trần thân thể, kinh lôi, hỏa diễm, phong nhận, đầy khắp núi đồi, cơ hồ khiến Diệp Trần tránh cũng không thể tránh. Diệp Trần cũng không né tránh, long hổ song ngâm, bá đạo vô cùng, hoa sen màu máu trong tay ngưng kết, hướng về cái kia nguyên lực tỏa liên đánh tới. Hoa sen màu máu nhẹ cướp mà qua, trong hư không, hết thảy sự vật đều hóa thành hư vô, nguyên lực tỏa liên không ngừng rung động, nhường một cái nguyên trận sư mở mắt ra, thân thể khẽ run, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Phá vỡ cho ta. Thượng cổ sát ý triệt để bộc phát, mái trèo trần cơ thể toàn bộ bao phủ đi vào, cái đóa kia hoa sen màu máu, trở nên càng thêm yêu dị, nhưng nguyên lực tỏa liên run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác ra. Ân, kiều không cách nào ánh mắt ngưng lại, hắn lúc này đứng ở khốn trận bên ngoài, cảm giác toàn thân huyết khí sôi trào, lập tức cũng là bị hoa sen màu máu uy lực kinh khủng làm chấn kinh. Bảo hộ nguyên trận, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, kiều không cách nào bàn tay vỗ nhẹ mặt đất, cặp con mắt kia, càng là tràn ngập xa khiếp người hắc sắc quang mang, chỉ tay một điểm, chân nguyên hóa thành xiềng xích, lập tức hướng hoa sen màu máu lao đi. Oanh một tiếng, chân nguyên trong nháy mắt vỡ vụn ra đi, mà huyết sắc kia hoa sen tia sáng cũng là ảm đạm mấy phần, ở nơi này lôi hỏa một cái chớp mắt, 13 đầu nguyên lực tỏa liên nhau nhau tụ lại mà đến, đem hoa sen màu máu đánh thành hư vô. Diệp Trần cơ thể run lên bần bật, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải. Thấy thế, ánh mắt của mọi người cũng là tràn đầy vẻ thất vọng, liền Diệp Trần màu máu hoa sen đều không thể công phá tòa này nguyên trận, bọn hắn lần này chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Diệp Trần, ta đã sớm đem lá bài tẩy của ngươi thăm dò, cho dù ngươi thiên phú lại cao hơn, tu vi cường thịnh trở lại, cũng đường hòng sông phá tòa này khốn trận hôm nay ngươi chắc chắn phải chết kiều không cách nào mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem diệp trần hắn nhưng cũng được xưng là mưu công tử tự nhiên đối với mỗi một sự kiện đều có ký càng mưu đồ biết người chỗ không biết người sáng mắt chỗ không gió mới có thể trăm trận trăm thắng đúng ta còn muốn nói cho ngươi một việc kiều không cách nào lại lần đem ánh mắt rơi vào diệp trần trên thân đạo ta đã phái người triệt để phong tỏa nơi này tin tức ngươi đừng nghĩ trông cậy vào thiên nguyên tông những tên kia sẽ đến cứu ngươi, ở đây, là ta kiểu ra địa bàn, ai sống ai chết, từ ta quyết định. Vừa dứt lời phía dưới, trong khốn trận, sát cơ tái hiện, so vừa rồi hung mãnh hơn, cũng càng vì bá đạo. Những cái kia bị nhốt đám người trên mặt không có chút huyết sắc nào, ngẩng đầu, nhìn qua cái này đầy trời sát cơ, đã triệt để từ bỏ hy vọng, hai mắt hơi hơi bế hợp. A, à, thống khổ tiếng kêu rên truyền ra, hơn 10 tên võ giả bị xương độc bao phủ, ánh lửa nổ tung, phong nhận quét ngang, cơ hồ trong nháy mắt cướp đi tính mạng của bọn hắn, dạng này sát lục, tràn ngập cả tòa khốn trận, 10 phần thê thảm. Diệp Trần, miệng ngươi miệng từng tiếng nói sẽ không làm sát kẻ vô tội, nhưng những người này, cũng là bởi vì ngươi mà chết, ngươi chính là cái khắc tinh, khắc nhân khắc kỷ, tồn tại ở trên đời này, chỉ có thể mang đến vô tận kiếp nạn. Kiều không cách nào lên tiếng nói, muốn thêm một bước phá hủy Diệp Trần trong lòng phòng tuyến nhưng mà ánh mắt của hắn đột nhiên run lên tại nơi bên trong hư không diệp trần thế mà nhắm hai mắt lại tĩnh vô cùng yên tĩnh tại diệp trần trong đầu không có kêu rên không có kêu thảm chỉ có vô biên vô tận hắc ám cùng với cái kia một đạo mông lung chi quang giống như khói nhẹ như vậy quanh quẩn tại hắn giữa ngón tay đột nhiên hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra cặp con mắt kia chỗ sâu băng lãnh vô tình tràn ngập một cỗ diệt sát vạn vật sát ý truyền kiếp không khí đâm xuyên qua khốn trận, trực tiếp buông xuống đến kiểu không cách nào trên thân. Ánh mắt này, làm sao lại kinh khủng tới mức này? Kiểu không cách nào cơ thể run lên, tại hắn tầm mắt bên trong, phảng phất xuất hiện một thanh vô hình chi kiếm, mũi kiếm tràn ngập, phảng phất muốn đem hắn linh hồn triệt để diệt xác vô cùng đáng sợ. Cái kia 13 tên nguyên trận sư cũng là cảm thấy cô này khí tức kinh khủng, ánh mắt nhao nhao rơi xuống diệp trần trên thân, nguyên trận thôi động, vô tận sát ý lập tức đánh giết mà đi động thủ muôn ngàn lần không thể để bọn hắn làm bị thương diệp trần một cái cường giả đột nhiên quát lên đám người nhao nhao lướt lên không trung các loại nguyên lực bộc phát hóa thành một bức tường cao toàn lực bảo hộ lấy diệp trần bọn họ cũng đều biết nếu muốn mạng sống liền chỉ có dựa vào diệp trần kiếm một đạo quát khẽ từ diệp trần trong miệng phun ra trong hư không lực lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra một thanh linh hồn chi kiếm trong hư không ngưng hình, tản mát ra kinh khủng diệt sát chi khí. Diệt hồn kiếm, Cước Bộ bỗng nhiên bước ra, Diệp Trần kiếm liền chậm rãi cướp động, không khoái, một kiếm này, thậm chí có thể xưng là chậm chạp, nhưng lại tản mát ra diệt sát vạn vật khí tức khủng bố, để đám người trái tim đều nhảy lên kịch liệt đứng lên. Trong mắt, chỉ có một kiếm này. Diệp Trần trên người chiến ý càng ngày càng đậm, kiếm quang ngưng lại, biến thành hư vô, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ép tới gần một cái chân đạo lục trọng thiên cao thủ diệt sát chi khí nở rộ không có kêu rên cũng không có tiên huyết gã cường giả kia cơ thể đột nhiên run rẩy lập tức cơ thể từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống không còn có một tí một hào sinh cơ diệt hồn kiếm chính là huyền giai hồn quyết kiếm ra hồn diệt tên kia chân đạo lục trọng thiên cường giả tuy trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương nhưng hắn linh hồn đã đụng phải cực lớn lớn tổn thương linh hồn chôn vùi, người, lại há có thể mạng sống. Theo gã cường giả kia chết đi, 13 đầu nguyên lực xiềng xích hiếu hụt một đầu, cả tòa khốn trận bắt đầu lan tràn ra vô số vết sách, trận văn vỡ vụn, cuối cùng ẩm vang tiêu thất. Giết, giết ra một đường máu. Đám người bộc phát ra từng trận tiếng gào thét âm, từng cái đôi mắt đỏ bừng, tựa như là giá thú phát cuồng như vậy, hướng về ngoài hẻm núi điên cuồng trùng sát mà đi, các loại nguyên lực tia sáng bộc phát, nhưng cả tòa khốn long hẻm núi trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngươi lại có thể phá vỡ ta nguyên trận, thật sự là khiến ta kinh ngạc. Trong hư không, Kiều Vô Pháp nhìn chằm chằm Diệp Trần, vừa rồi một kiếm kia, thật là khủng khiếp, hắn từ không biết hiểu Diệp Trần còn có như thế át chủ bài, trong lòng cũng là sinh ra một tia lui bước chi ý. Diệp Trần cũng không có mở miệng trả lời, lấy linh hồn chi lực của hắn, hoàn toàn không đủ để thôi động Diệt Hồn kiếm vừa rồi một kiếm kia, chỉ phát ra ba thành uy lực, nhưng kể cả như thế, cũng là nhường Diệp Trần linh hồn bị phản phệ. Bây giờ, hắn nếu muốn mạng sống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết ra khỏi trùng vây. Cảm nhận được Diệp Trần trên người chiến ý, kiểu vô pháp trầm mặc phía dưới, lập tức, một cố khí tức âm lãnh từ thể nội bộc phát ra, tất nhiên Diệp Trần muốn chiến, nếu là hắn sợ hãi rụt rè, cái kia còn có cái gì mặt mũi tự xương thập đại công tử. Bất quá, Bây giờ Kiều Vô Pháp đã không có giết Diệp Trần Tâm, hắn muốn bắt sống Diệp Trần, đem Diệp Trần át chủ bài, tất cả đều biến thành đồ đạc của chính hắn. Hai người hư không mà đứng, bốn mắt đối mặt, trong đôi mắt đều là tản mát ra băng lãnh chi ý. Chết! Diệp Trần khẽ quát một tiếng, thượng cổ sát ý lại lần nữa điên cuồng lan tràn mà ra, hướng về Kiều Vô Pháp vọt tới, đồng thời, một long một hổ, hai đảo hư ảnh tại Diệp Trần trước người xoay quanh, bộc phát ra bá đạo khí tức. Kiều vô pháp trên mặt không chút biểu tình, đôi mắt của hắn biến thành màu đen kịt, cước bộ đạp mạnh, phảng phất như u linh bay lên, vô thanh vô tức, càng là từ đầy trời thượng cổ trong sát ý, nhẹ nhiên lướt qua, thẳng đến Diệp Trần trái tim yếu hại. Thật quỷ dị tốc độ. Diệp Trần vi kinh, chân đạp hư không, vô số trận văn lướt về phía không trung, nhất thời, vô số linh quang buông xuống, hóa thành một đạo linh quang thác nước, bao phủ kiểu vô pháp cơ thể. Ngươi cho rằng trình độ như vậy, liền có thể ngăn cản bước chân của ta. Tại ta dòm ảnh chi mắt trước mặt, bất luận cái gì thế công, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Kiều vô pháp cười lạnh nói, cơ thể lại lần nữa hướng về phía trước, cái kia đầy trời linh quang, trong mắt hắn trở nên vô cùng chậm chạp, chợt lóe lên, lại lóe lên tan biến, trong nháy mắt nhiên xuất hiện ở diệp trần trước mặt. Huyền Minh Trưởng Một cỗ hàn ý lạnh lẽo đột nhiên bộc phát, chỉ thấy kiểu vô pháp nơi lòng bàn tay, kéo lên một vòng yêu dị bạch quang, bạch quang tàn mát ra kinh khủng âm sát hàn khí, đống kết thượng cổ sát ý, lập tức đứt gãy. Thập đại công tử, đều là hoàng thành kiệt xuất nhất 10 vị thanh niên, cái này kiểu vô pháp, quả nhiên lợi hại. Diệp Trần cảm nhận được cô này kinh khủng hàn ý, trong lòng cũng là hiện ra một cố vẻ ngưng trọng, nhưng mà, hắn cũng không lui bước, mà là dầm chân hướng về phía trước, trực tiếp ép tới gần kiểu vô pháp, năm ngón tay mở ra, hướng về kiểu vô pháp chộp tới. Tự tìm cái chết nhìn thấy Diệp Trần cử động, Kiều Vô Pháp trong đôi mắt, toát ra vẻ trào phúng, nhưng rất nhanh, cái kia trào phúng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là chấn kinh, càng là run rẩy. Chỉ thấy Diệp Trần trên cánh tay của, tản mát ra một cỗ u minh chi khí, khí tức yếu ớt, lại ẩn chứa chấn nhiếp nhân tâm kinh khủng hàn ý, năm ngón tay cầm ra, trong nháy mắt bóp đát huyền minh trưởng lực, hóa thành một đầu hàn khí trường hà. Kiều Vô Pháp, thân hình lui lại trăm mét, xa xa tránh thoát đi, không dám ngạnh hám hàn khí trường hà vừa rồi ngươi nói ta tự tìm cái chết vậy ngươi bây giờ vì sao muốn lui diệp trần trên người hàn ý càng ngày càng nồng hậu dày đặc ở trong tay của hắn hội tụ vô tận hàn ý u minh chi khí càng ngày càng dư tận, hóa thành xám đen chi sắc tràn ngập toàn thân giống như cắn người khác quỷ xà đám người đều là đem ánh mắt rời qua tràn đầy kinh ngạc diệp trần khí tức của hắn trở nên thật lạnh như băng phảng phất từ u minh trong địa ngục đi tới như vậy, lạnh thấu xương, liền đại địa đều là này mà đóng băng. Thấy thế, Kiều Vô Pháp lần nữa lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn qua Diệp Trần, trong mắt không có chút nào vẻ tự tin. Đầu tiên là chuôi này kinh khủng diệt hồn chi kiếm, sau đó lại bộc phát ra kinh khủng như vậy hàn khí, Diệp Trần, hắn giống như là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, mặc kệ Kiều Vô Pháp như thế nào mưu đồ, đều không cách nào đem nhìn xuyên loại này không cách nào nắm giữ thế cục cảm giác, nhưng hắn cực kỳ khó chịu, sợ hãi trong lòng chi ý, cũng là càng ngày càng đậm. Rút lui trước, kiểu vô pháp trong miệng phun ra một đạo âm, hắn biết rõ trong lòng mình xuất hiện sợ hãi, nếu là lại tiếp tục ác chiến, chính là bị Diệp Trần không ngừng áp chế, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ, toàn bộ khốn long hẻm núi đều bị phong tỏa, kiểu ra người đang tại tốc độ cao nhất chạy đến bên trong, Diệp Trần, đã là cá trong chậu, cơ hồ khó mà chạy thoát, cần gì phải xính tức giận nhất thời. Cơ thể vút không, kiều vô pháp vừa muốn rời đi, bỗng nhiên mà, hàn khí ngưng kết, đã cách trở hắn tất cả đường lui. Kiều vô pháp, người tự nhận là chủ hoạch ngàn dặm, nắm giữ hết thảy sự tình, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu đồ cùng thủ đoạn, đều lộ ra nhỏ bé, hôm nay, ta nhìn ngươi như thế nào sống tạm. Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, thượng cổ sát ý phóng lên trời, ngưng kết thành một đóa yêu dị huyết liên trôi nổi tại Diệp Trần trong tay phải, huyết sắc lan tràn, vẫn là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Đồng thời, tại Diệp Trần trên thân, kinh khủng hàn khí điên cuồng ngưng tụ đến, hướng về Diệp Trần tay trái cuộn cuộn mà đi. Diệp Trần đưa tay trái ra, năm ngón tay nắm chặt, đột nhiên dương lên một cái chớp mắt, càng là biến thành một đảo hàn khí quan đoàn, từng mảnh từng mảnh xương bạch liên hoa cánh hoa, chậm rái nở rộ mở ra, rét thấu xương và xinh đẹp. U minh hàn khí ngưng tụ yêu liên, u minh chi liên. Mạnh, quá mạnh mẽ. Ánh mắt của mọi người cũng vì đó ngưng kết, chỉ cảm thấy trái tim ngừng đập, Diệp Trần, quá kinh khủng, át chủ bài vô số, thực lực của hắn phảng phất không có cực hạn, gặp cường tắc cường. Tay trái huyết liên, đại biểu cho dữ tận sát ý, tay phải bạch liên, đại biểu cho vô tận hàn ý. Cả hai trong hư không xen lẫn, kinh khủng hủy diệt chi khí bao phủ toàn bộ không gian, dẫn động tới ánh mắt mọi người. Kiều Vô Pháp, ánh mắt của hắn ngưng kết ở nơi đó nắm nhìn Diệp Trần trong tay hai đóa hoa sen, mang theo sâu đậm kiên kỳ chi ý, một đóa hoa sen màu máu uy lực, cũng đủ để diệt sát chân đạo lục trọng thiên cao thủ. Mà đóa bạch liên, chính là vô tận hàn khí ngưng kết mà thành, uy lực tuyệt đối không thua hoa sen màu máu. Nếu như hai đóa hoa sen oanh sát mà đến, hắn có thể hay không ngăn lại. Thân hình không ngừng cướp động, kiều vô pháp bàn tay không ngừng phách động, phá vỡ hàn khí, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng hắn động tác trung quy là chậm một chút, tại Diệp Trần trong tay, hai đóa hoa sen, bộc phát ra kinh khủng sát ý, triệt để phong tỏa kiểu vô pháp cơ thể. Đi chết đi, Diệp Trần khẽ nhả ra mấy đạo âm, giữa ngón tay điểm nhẹ, hai đóa hoa sen biến thành hai đạo lưu quang, đỏ lên, tái đi, phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, tại kiểu vô pháp trong đồng tử không ngừng phóng đại, mãi đến bao phủ toàn thân. ầm ầm trong chiếc nhoáng này, phảng phất cả tòa khốn long hẻm núi đều đang run rẩy đỏ trắng lưỡng sắc quang mang phóng lên trời, chỗ ánh mắt nhìn tới, hoặc là biến thành băng xương thế giới, hoặc là bị giữ tận huyết sắc tràn ngập. Hai tay chi liên, uy lực kinh khủng như vậy. Không biết qua bao lâu, vẻ này hủy diệt chi khí, rốt cục chậm rãi tiêu tan. Diệp Trần đứng thẳng ở hư không bên trên, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt. Lúc này, ở trước mặt của hắn, một mảnh hoang vu, tất cả hoa cỏ cây cối, toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn, Cả vùng không gian đều để lộ ra một cỗ tĩnh mịch chi khí, băng hàn chi khí. Hai tay chi liên, uy lực quá cường hãn, cho dù là Diệp Trần đều cảm giác lòng còn sợ hãi, đem u minh hàn khí ngưng kết mà thành u minh chi liên, vốn là nắm giữ lực tàn phá kinh khủng, lại thêm hoa sen màu máu, lực sát thương càng là đáng sợ. Phốc. Yết hầu đột nhiên một tanh, Diệp Trần há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tuy hai tay chi liên uy lực rất mạnh, nhưng đối với Diệp Trần tới nói cũng là cần cực kỳ khổng lồ nguyên lực, nếu như không phải hắn nắm giữ 12 thượng cổ đồ đằng, nguyên hải có thể so với hỗn nguyên cảnh cường giả, e rằng giờ này khắc này, hắn đã thảm tao nguyên khí phản phệ mà chết. Uy lực cường hãn sát chiêu, chính là một cái song nhận chi kiếm. Có thể giết người, cũng có thể đả thương chính mình. Chỉ có mình thực lực đủ cường đại, mới có thể tùy tâm sở dụng thao túng, trở thành ngăn địch sát chiêu. Ân, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, Tại phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh, chân nguyên chảy ra, một thân ảnh từ trong đá vụn cướp đi ra, chật vật rơi trên mặt đất. Người này chính là Kiều Vô Pháp. Chỉ bất quá, hắn bây giờ đã không có loại kia chỉ điểm Giang Sơn tiêu sái cảm giác, ở trên người hắn xuất hiện vô số vết máu, tiên huyết tuôn ra, tràn ngập khắp toàn thân, đôi mắt cũng là trở nên ảm đạm vô quang, khí tức cực kỳ suy yếu. Tại nơi đống đá vụn bên trong, đang lẳng lặng nằm mấy cố thi thể vừa rồi hai tay chi liên, mắt thấy liền muốn thôn vệ kiểu vô pháp trong nháy mắt, hắn trực tiếp chọc tới vài tên cường giả, chắn trước người hắn. Cho nên, hắn sống tiếp được, đạp người khác thi thể, chật vật sống tiếp được. Kiểu vô pháp trong đôi mắt tràn ngập dữ tận sát ý, hắn chính là đường đường thập đại công tử, vì bố trí xuống hôm nay mà giết cục, hao tốn vô số tâm cơ, không những không thể đánh giết Diệp Trần, còn luân lạc tới chật vật như vậy bộ dáng. Như thế mối thù, có thể nói là nhường hắn danh tiếng hoàn toàn không có. Diệp Trần, mối thù hôm nay, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Trong lòng bàn tay bộc phát một đào hùng hậu chân nguyên, đột nhiên đánh ra, lại không phải là thẳng hướng Diệp Trần, mà là đánh vào không trung, mượn cường đại phản xung lực, Kiều vô pháp cơ thể hóa thành một xóa viễn ảnh, trực tiếp hướng bên ngoài chạy đi. Hắn thù thương quá nghiêm trọng, căn bản bất lực một trận chiến. Thả hổ về rừng, cuối cùng thành họa lớn ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Trần trên thân bộc phát ra nồng hậu dày đặc sát ý, bàn tay quan sát, một cỗ nồng đậm khói đen che phủ cả bầu trời, hàng lâm tại kiểu vô pháp trên thân. Tiêu tan sát trận, phun ra quát khẽ một tiếng, Diệp Trần đôi mắt, đột nhiên trở nên đen như mực vô cùng, chỉ thấy cái kia thân hình không ngừng cướp động kiểu vô pháp, cơ thể đột nhiên run lên, lại từ giữa không trung ngã xuống. Một trận chiến này, kiểu vô pháp đã triệt để mất đi tự tin chi tâm, nội tâm đã sớm bị sợ hãi tràn ngập, căn bản là không có cách ngăn cản tiêu tan sát trận vô tận huyến cảnh, trực tiếp đánh mất năng lực phản kháng. Diệp Trần không có chút gì do dự, thân hình lướt nhanh ra, cánh tay chỗ, lan tràn ra xâm nhiên hàn khí, trực tiếp chụp vào kiểu vô pháp đầu người, muốn đem thứ nhất trưởng đập nát. Tất nhiên kiểu vô pháp bày ra như thế sát cục, toàn bộ khốn long hẻm núi đều bị phong tỏa, như vậy kiểu ra người cũng nhất định ở chung quanh du đáng, bây giờ có một cái như vậy cơ hội thật tốt đặt tại trước mắt, có thể trừ bỏ một cái khó giải quyết như thế địch nhân, Diệp Trần Tuyệt sẽ không buông tha. Tâm niệm nơi này, cái kia hàn khí càng ngày càng xâm nhiên, cơ hồ vô hạn ép tới gần kiểu vô pháp. Chảm! Ngay lúc này, trên bầu trời, càng là có vô số bông tuyết bay rơi xuống, một đảo băng lãnh đao mang, phảng phất từ hư không mà đến, buông xuống, hướng Diệp Trần đầu người chém vào xuống. Vắng vẻ tuyết, Diệp Trần đôi mắt run lên, ở nơi đó, xuất hiện một đạo lạnh lùng thân ảnh, trên người hắn tản mát ra hùng hậu đau khí, đôi mắt băng lãnh, trường đao trong tay khẽ run, tản mát ra đao minh thanh âm. Chính là lãnh đao công tử, vắng vẻ tuyết. Hoàng khẩu tiểu nhi, lại dám can đảm đồ sắt ta kiểu ra người, ta hôm nay muốn ngươi chết không nơi tán thân. Đang lạnh nhạt tuyết sau lưng cách đó không xa, một thân ảnh lao nhanh cướp động mà đến, đó là một tên nam tử trung niên, khuôn mặt tràn ngập nổi giận chi sắc chân nguyên phun trào, giống như thủy triều như vậy sôi trào mãnh liệt. Người này gọi là Kiều Bình Thiên, Kiều Vô Thiên Chi Cha, Kiều Gia Gia Chủ, đồng thời cũng là tứ phương các người cầm lái. Cả hai cướp động ở trong hư không, trong nháy mắt ép tới gần Diệp Trần, vẻ này minh mông chân nguyên chi uy, cho dù là cách xa trăm mét, đều đủ để làm cho lòng người sợ hãi ý. Chân đảo bát trọng thiên cường giả, đủ để tại trong hoàng thành chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Huống hồ hai người này vẫn là thanh danh hiền hách siêu cấp cao thủ, đồng thời xuất thủ trong nháy mắt, phảng phất muốn đem hư không đều xé rách, nhưng Diệp Trần cơ thể lùi gấp, lại lần nữa phun ra tiên huyết. Phụ thân, giết hắn. Cái kia kiều vô pháp lập tức từ trong ảo cảnh phát ra, nhìn qua Diệp Trần, giữ tận sát ý nhường hắn tuấn giật khuôn mặt, trở nên vô cùng vặn vẹo, cánh tay chấn động, trực tiếp tức giận quát lên. Giết ta, các ngươi còn không có bản sự kia. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, cánh tay hất lên, U Minh Chi khí ngưng tụ ra một đóa xương bạch liên hoa, lướt qua trường không, hướng kiểu vô pháp oanh sát mà đi. Khoảng cách của hai người quá gần, vẹn vẹn có hơn 10 mét, lạnh liên lướt qua, bất quá là trong chốc lát. Mà cái kia kiểu vô pháp căn bản không nghĩ tới, Diệp Trần thừa nhận hai đại chân đạo bắt trọng thiên cao thủ uy áp thời điểm, còn có thể thi triển ra như thế sát chiêu, lập tức sừng sờ một bên, đồng tử trợn to, càng là không có bất kỳ cái gì phản ứng bạch liên vỡ vụn vô tận hàn khí lại lần nữa tràn ngập toàn bộ không gian cái kia kiểu vô pháp bộc phát ra một hồi thê lương kêu rên thanh âm trên thân thể bị vô số xương lạnh chỗ đóng băng nhất là hai con mắt của hắn càng là hiện ra quỷ dị ngói trắng chi sắc ánh mắt của hắn phế đi kiểu vô pháp hôm nay ngươi vây giết với ta ta trước tiên phế bỏ ngươi hai mắt lần sau gặp lại thời điểm ta nhất định sẽ lấy ngươi mạng chó một đạo vô cùng phách lối tiếng nói từ diệp trần trong miệng thốt ra lập tức thân hình hắn chớp động hướng về khốn long thung lũng chỗ càng sâu lao đi hướng phía trước có vắng vẻ tuyết cùng kiều bình thiên hai đại cao thủ cho nên hắn không thể quay đầu nếu muốn mạng sống nhất định phải xâm nhập khốn long hẻm núi mượn nhờ cái kia rộng lớn địa hình phức tạp mới có cơ hội thoát khỏi bọn họ truy sát đừng đuổi theo nhìn qua diệp trần bóng lưng rời đi cái kia vắng vẻ tuyết đột nhiên dừng lại hơn nữa ngăn cản kiều bình thiên không chút biểu tình nói tuy khốn long hẻm núi là tu luyện thánh địa nhưng càng đi chỗ sâu lại càng phát nguy hiểm ngươi nếu như tùy tiện xông vào cùng không khác tìm chết cái kia theo như lời ngươi nói chẳng lẽ chúng ta liền muốn buông tha cái này cơ hội thật tốt diệp trần hắn đã giết vô thiên lại hủy không cách nào hai mắt vô luận như thế nào ta đều muốn giết hắn kiều bình thiên toàn thân tản mát ra giữ tận sát ý diệp trần cơ hồ hủy bọn hắn kiểu ra như vậy thâm cửu đại hận, hắn làm sao có thể nhẫn? Ngươi muốn giết hắn, đó là ngươi chuyện, không liên quan gì đến ta. Vắng vẻ tuyết thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đi thẳng khốn long hẻm núi, biến mất vô tung vô ảnh. Riêng lớn cái không gian, chỉ còn lại kiều bình thiên một người, ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ thấy ánh mắt của hắn rời qua, nhìn phía khốn long thung lũng chỗ sâu, lại nhìn một chút hai mắt mù kiều vô pháp. Trong lòng của hắn, lửa giận, không ngừng mà lan tràn ra, cơ hồ chỗ sung yếu tán lý trí của hắn. Diệp Trần, ta kiều bình thiên thể nhất định muốn đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi. Gầm thét thanh âm, tại trong hạp cốc từng vòng từng vòng quanh quẩn mở ra, mang theo vô cùng vô tận oán hận chi ý, kéo dài không cần. Mấy ngày sau, khốn long hẻm núi chỗ sâu. Diệp Trần, hắn thận trọng hướng về phía trước đi đến, địa thế nơi này phức tạp, lại kèm theo đầy trời cuồng phong, rất dễ dàng liền lạc mất phương hướng cho nên Diệp Trần chính mình cũng không biết mình tới vị trí nào, chỉ biết là hắn giờ phút này, tựa hồ đã đi vào khốn long thung lũng chỗ sâu nhất. May mắn chính là, càng là xâm nhập khốn long hẻm núi, thì càng dễ dàng tìm đến dương long thảo dấu vết, bằng vào dương long chi tức giận tẩm bổ, Diệp Trần đã hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ trên thân thể hoàn toàn khôi phục, bởi vì cưỡng ép thi triển diệt hồn kiếm, mang đến về linh hồn tổn thương, cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Linh hồn, đối với nhân loại mà nói, là căn bản, cũng là hạch tâm, chỉ có tiến nhập thánh đạo cảnh giới, mới có thể triệt để trường khống linh hồn ảo diệu, cứ việc Diệp Trần có thể nhẹ nhóm thao túng linh hồn chi lực, nhưng lại không cách nào chữa trị về linh hồn tổn thương. Muốn chữa trị về linh hồn tổn thương, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, tìm kiếm một ít thiên địa linh tài, dùng cái này tới chữa trị linh hồn tổn thương. Nhưng loại này ngày tháng địa linh tài, hết sức chân quý, có tiền mà không mua được, chỉ có dựa vào cơ duyên lớn lao, mới có cơ hội nhận được. Đệ nhị, lợi dụng tự thân sức khôi phục. Quá trình này, đối với chân đạo danh giới cường giả tôi nói, cực kỳ chậm chạp, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, nếu là tiến nhập thánh đạo cảnh giới, liền có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian này. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng cũng cũng không buồn giàu, nếu như hắn không thể thi triển diệt hồn kiếm, có lẽ hiện tại hắn đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng ân đúng lúc này diệp trần ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhíu mày nhìn trộm lúc này diệp trần lại có loại bị dòm ngó cảm giác hơn nữa còn tràn đầy dữ tợn sát ý chẳng lẽ là yêu thú diệp trần nói nhỏ một tiếng cái này khốn long hẻm núi càng cổ quái cùng nhau đi tới hắn chưa bao giờ từng gặp phải bất kỳ sinh linh cho dù là một con chim thú cũng tìm không được dấu vết cả tòa hẻm núi tràn ngập một cỗ yên tĩnh chi khí chỉ có tiếng gió vun vút cước bộ tiến lên trước, vẻ này nhìn trộm cảm giác, đột nhiên lại biến mất, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh, toàn bộ không gian, lặng yên không một tiếng động, liền phong thanh, cũng là liền như vậy tiêu tan. Ra đi, một đảo thanh âm lạnh như băng, từ Diệp Trần trong miệng phun ra, thượng cổ sát ý, tại Diệp Trần trên thân nở rộ, hóa thành một uông dữ tận huyết hải, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Một lát sau, một thân ảnh từ trong rừng rậm lướt đi, khi thấy đạo thân ảnh này một cái trước mắt, Diệp Trần con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Thân ảnh kia cũng không phải là linh thú, mà là nhân loại. Nói đúng ra, đó là một tên nhân loại nữ tử, thân thể yêu như phía trên, mặc lấy một bộ giáp da, ngũ quan tinh xảo, chân mày ở giữa, tàn mát ra một cỗ bức người khí khái hào hùng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ngự không mà đến, trực tiếp hướng Diệp Trần đâm tới. Bích Giao Diệp Trần thấy rõ cô gái này dung mạo, miệng hơi hơi mở ra, kinh ngạc nói. Nàng này, hắn nhận biết, hơn nữa còn rất tinh tường, chính là trước đây cùng hắn tại thiết mộc trong sa mạc, từng có một đoạn cùng xuất hiện bích giao, duy nhất may mắn còn sống sót long nhân tộc. Ngày đó cướp đoạt chân long chi tâm phía sau, xa thành kịch biến, Diệp Trần vì bảo hộ bích giao an nguy, liền đem nàng giao phó cho đằng mộc các mạc lão. Bây giờ đằng mộc các bị phương hàn chiếm đoạt, Diệp Trần đã từng nhiều lần đi tìm bích giao tung tích, nhưng là không thu hoạch được gì, liền cách kia mạc láo, cũng là như cùng người ở giữa bốc hơi, khó tìm tung tích. Bây giờ, Diệp Trần vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở đây, cùng Bích Giao gặp lại. Tại Diệp Trần lên tiếng kêu to thời điểm, Bích Giao, cũng là dừng động tác lại, tràn đầy cảnh giác theo dõi hắn, trong ánh mắt lập lè từng sợi hung mang, dữ tợn, khát máu. Hưu một tiếng, cơ thể hóa thành một đào huyễn ảnh lướt qua, nhưng Diệp Trần con ngươi rụt lại một hồi, cước bộ run rẩy cơ thể đột nhiên hướng phía sau cướp động Phốc, tiên huyết ở giữa không trung vẩy xuống diệp trần ngực quần áo vỡ vụn ra lộ ra bộ ngực của hắn ở nơi đó xuất hiện một đạo cao vết kiếm vào thịt ba phần cước bộ không đoạn hậu rút lui diệp trần căn bản không có đi để ý tới trên lồng ngực vết thương ánh mắt của hắn nhìn chăm chú diệp dao tốc độ thật nhanh tại bích dao di động trong nháy mắt liền giống như là một vệt sáng lướt qua để cho người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, làm Diệp Trần nhìn thấy người tới là bích giao thời điểm, nhất thời hưng phấn, quên đi đề phòng, mới có thể bị bích giao một kiếm đâm bị thương. Giống, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm truyền ra, tràn đầy bá đạo chi khí, rất dữ tợn, giống như đối đãi cái này con mồi như vậy, một cỗ hùng hậu long chi uy áp, nhưng Diệp Trần cơ thể bỗng nhiên run một cái. Viễn ảnh lần nữa lướt qua, bích giao lại lần nữa đánh giết mà đến, lần này, Diệp Trần sớm đã cảnh giác, cước bộ na di miến cưỡng tránh đi kiếm mang bàn tay cầm ngược trực tiếp giữ lại bích dao cổ tay mở miệng nói ra bích dao ta là diệp trần người không nhớ rõ ta đối mặt với diệp trần đặt câu hỏi bích dao cũng không lên tiếng trả lời trên cánh tay của nàng làn da nắm chặt càng là hiện ra từng khối màu xanh nhạt vảy rồng sâu trong mắt lục mang không ngừng lướt qua một cỗ kinh khủng hàn ý nở rộ mái trèo trần đánh bay ra ngoài diệp trần con ngươi ngưng lại cố hàn ý này, lạnh quá, thế mà cùng u minh chi khí, cực kỳ tương tự. Cuồn cuộn nguyên cương chớp mắt đập ra, Diệp Trần hướng về bích dao nhào tới, song quyền nắm chặt, trăm mét kim long nổi lên, lập tức trói lại bích dao cơ thể. Nhưng mà, bích dao thật giống như không nhìn thấy như vậy, bàn tay đột nhiên vỗ, đánh bể trăm mét kim long, trường kiếm quét ngang mà ra, thất luyện kiếm mang nếu như treo ngược chi ngân hà, nhưng Diệp Trần thân hình lại lần nữa lui lại. Răng rắc, xương cốt tan vỡ âm thanh truyền ra, Diệp Trần khóe miệng, chảy ra một vòng máu tươi đỏ thấm, cước bộ đạp mạnh, cự nham vỡ vụn, mặt đất dạn nứt ra vết rách chẳng chịt, ngẩng đầu, tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia chậm rãi hướng hắn đi tới bích Giao. Lúc này Diệp Trần có thể xác định, bích Giao tu vi đã đạt đến chân đạo thất trọng thiên, xem như long nhân tộc nàng, vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều hết sức hoàn mỹ, hơn nữa đối với u minh chi khí thao túng trình độ, liền Diệp Trần đều theo không kịp. Nhưng không may, thời khắc này Bích Giao, tựa hồ không nhận ra Diệp Trần, trên người vẻ này giữ tận sát ý, không khỏi là chứng minh nàng muốn giết Diệp Trần. Đã ngươi đã không nhớ rõ ta, vậy ta cũng chỉ đành để cho ngươi trước tiên an phận một chút, đắc tội. Thượng cổ sát ý nở rộ mà ra, bên trong hư không, long hổ song ảnh hiện lên, hướng về Bích Giao vồ giết tới, Diệp Trần cơ thể hóa thành lưu quang, đấm ra một quyền, bá đạo chi khí, ẩm vang bộc phát, long hổ diệt thiên quyền quyền phong xé rách không khí trong nháy mắt đi tới bích dao trước mặt nhưng bích dao trong đôi mắt không có nửa điểm ba động trường kiếm trong tay huy động u minh chi khí nếu như triều tịch giống như lan tràn mà ra ùng ùng âm thanh truyền ra chỉ thấy tại bích dao trước mặt đầy trời quyền phong biến thành băng điêu gió lớn ảo ạt mà qua trong nháy mắt biến thành đầy trời vụn băng triệt để tiêu tan ngao ô ô. ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bích dao trên người sắc ý càng ngày càng dày đặc, lục mang đại thịnh, một cố kinh khủng quang hoa nở rộ, bích dao cơ thể, càng là biến thành một tôn chân long thân thể, long chảo huy động, hướng về Diệp Trần vọt tới, những nơi đi qua, vạn sự vạn vật, đều là biến thành băng điêu, nếu như trời đông giá rét buông xuống, nhưng Diệp Trần cũng vì đó ngu ngơ. Bích dao đến từ long nhân nhất tộc, tuy trong cơ thể nàng có được chân long huyết mạch, nhưng cũng không phải là hoàn toàn, dựa theo bình thường tới nói, nàng chỉ có thể hóa thành bán long bán nhân thân thể, nhưng bây giờ, bích giao, nàng thế mà biến thành một đầu chân long. Hơn nữa còn là một đầu có thể trưởng khống u minh chi phí u minh chân long. Như thế sự thật, giống như là một đạo kinh lôi như vậy, tại diệp trần trong đầu anh minh rơi xuống, sâu trong ánh mắt, đều là nghi hoặc. Đạp tuyết vô ngân, cước bộ không ngừng na di, diệp trần cơ thể lăng không vọt lên, u minh hàn khí tại hắn trước người nổ tung, một cỗ băng hàn phong bào bao phủ ra, phảng phất toàn bộ không gian đều bị đông cứng, sinh cơ không còn. Thật mạnh, nhìn lên trước mắt xương trắng chi cảnh, Diệp Trần lông mày gắt gao nhăn lại, không đối phó được, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu là không vận dụng mạnh nhất át chủ bài, căn bản là không có cách đánh bại bích giao. U Minh chân Long, có thể tùy ý thổ tức U Minh chi khí, thực lực quá kinh khủng. Bích giao, vì sao tại nơi đây huyên náo? Ngay tại Diệp Trần vô kế khả thi thời điểm, một đạo ôn nhuận âm thanh vang lên, nhượng Diệp Trần tâm thần rung động, ở đây còn có những người khác. Vì cái gì hắn chưa bao giờ cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào. Ánh mắt hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc màu trắng nghe thường mỹ phụ, ước chừng 30 tuổi, từ đằng xa chậm rãi đi tới, nàng thân thể nở nang, ngũ quan xinh xắn phía trên, lộ ra một vẻ ôn nhuận chi khí, để cho người ta có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bích sao nhìn thấy tên này trắng y mỹ phụ, lập tức hóa thành nhân hình, cúi đầu, cực kỳ khôn khéo hướng về Mỹ phụ kia đi đến. Đi tới trắng y Mỹ phụ bên cạnh, Bích Giao đứng bình tĩnh ở bên cạnh, nhu thuận không nói, giống như là tỷ nữ như vậy. Bích Giao, nơi đây là đất thanh tịnh, ngươi nếu là lại như vậy hồ nháo, ta liền muốn phạt ngươi. Trắng y Mỹ phụ lời nói hơi mang theo nộ khí, Bích Giao đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Nhìn lên trước mắt một màn, Diệp Trần nghi ngờ trong lòng mạnh hơn, cái này khốn long hẻm núi chỗ sâu, lại còn có nhân loại, hơn nữa này nhân loại, toàn thân tản mát ra khí tức thánh khiết, tựa hồ bích giao đối với nàng cực kỳ cung kính. Quỷ dị hơn là, Diệp Trần lại một mắt nhìn không thấu người này tu vi, nàng toàn thân tản mát ra huyền diệu khí tức, phảng phất là một vòng vòng xoáy như vậy, liền ánh mắt đều sẽ bị thôn phệ vào bên trong. Người trước lui ra đi. Trắng y Mỹ phụ nói một tiếng, Trần ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, khóe miệng hiện ra một vòng đạm nhiên nụ cười, ôn nhuận ôn hòa, cũng không mang theo bất kỳ địch ý. Vị thiếu hiệp kia, ngươi đến từ hẻm núi bên ngoài Trắng y Mỹ phụ nhàn nhạt vấn đạo, Diệp Trần gật đầu một cái Ta vừa rồi trong lúc vô tình nghe được lời của ngươi, ngươi tựa hồ nhận biết Bích Giao đúng không? Trắng y Mỹ phụ tiếp tục vấn đạo, huống hồ xem ngươi biểu lộ Tựa hồ ngươi biết được Bích Giao thân thế, còn có ngươi thể nội, ẩn chứa một gỗ U Minh chi khí Ngươi rõ ràng là nhân loại thân thể, tu vi cũng bất quá chân đạo cảnh giới Vì cái gì có thể trưởng khống U Minh chi khí? vấn đề liên tiếp nhượng diệp trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại trầm ngâm phút chốc diệp trần đáp ngươi nói không sai ta đích xác nhận biết bích giao hơn nữa biết liên quan tới bích giao mọi chuyện chỉ bất quá ta cùng với nàng hai năm không thấy hôm nay có thể tại khốn long trong hạp cốc gặp lại cũng là cực kỳ chấn kinh huống hồ bích giao cơ thể tựa hồ có chút biến hóa diệp trần nói tới biến hóa tự nhiên là huyên hóa u minh chân long một chuyện đến nỗi ta vì cái gì có thể trưởng khống u minh chi khí đây là ta tư ẩn sự tình tha thứ không thể nói rõ còn xin thông cảm diệp trần hai tay ôm quyền thấp giọng nói người người đều có bí mật của mình ngươi không thể nói rõ ta cũng sẽ không truy vấn đã ngươi cùng bích giao quen biết chúng ta vừa đi vừa nói đồng thời cũng có thể mang ngươi xem khốn long thung lũng cảnh đẹp trắng y mỹ phụ vẫn như cú cười nhạt một tiếng nhượng diệp trần không cách nào đem hắn nhìn thấu từ lời nói của nàng cử chỉ để phán đoán Người này tại khốn long trong hạp cốc sinh hoạt đã lâu, nhưng nơi đây không còn sinh linh, chỉ có vô tận cuồng phong, cho dù là khổ tu chi nhân, cũng sẽ không lựa chọn cư trú nơi đây. Hơn nữa, nàng nói mang Diệp Trần xem cái này hẻm núi phong cảnh, tựa hồ cực kỳ tùy ý, thật giống như vẻ này lực lượng vô hình, đối với nàng không có bất kỳ cái gì áp chế tác dụng, nhẹ nhõm tùy ý. Từ đây mà quan chi, người này thực lực rất mạnh. Như thế nào, sợ ta trong lòng còn có ác ý. Trắng y Mỹ phủ gặp Diệp Trần trầm tư, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, từ tốn nói, ta một người ở chỗ này sinh hoạt, khó tránh khỏi lòng sinh cô tịch, có thể nhiều người bồi ta tâm sự, cũng đã là lớn lao ban ân, há lại sẽ làm hại ngươi, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn biết bích giao chuyện sao? Nói đi, trắng y Mỹ phủ xoay người, hướng về một cái nào đó phương hướng dậm chân mà đi. Diệp Trần trần chờ phút chốc, ánh mắt nhìn về phía bích giao, lập tức cước bộ cũng là đi theo. Trước đây Bích giao trợ hắn lấy được chân long chi tâm, ân tình trầm trọng, bây giờ nàng biến thành bộ dáng như vậy, cũng là nhượng Diệp Trần cực kỳ lo nghĩ, nói cái gì cũng không thể ngồi yên không lý đến. Trắng y mỹ phụ ở tại một mảnh rộng rãi bí mật thạch lâm bên trong, nơi đây đá núi xếp, làm thành một đoàn, giống như là một tòa thành lũy như vậy, tại thạch lâm chỗ sâu, càng là có thể nhìn thấy vài tòa đơn sơ đình nghỉ mát. Bất quá, nhượng Diệp Trần cảm giác rất quái dị chính là, trong không khí nơi này, tựa hồ ẩn chứa một cỗ âm u lạnh lẽo chi khí, tràn ngập tại toàn bộ không gian, khó mà thoát khỏi. Mảnh này thạch lâm phía dưới, có một vũng dưới mặt đất lạnh hồ, thường xuyên sẽ có hàn khí chảy ra, nhưng người nắm giữ u minh chi khí, lại người mang long hệ nguyên thể, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Trắng y mỹ phụ tùy ý nói, nhưng là nhượng diệp trần con ngươi rụt lại một hồi. Hắn chưa bao giờ nói qua chính mình nắm giữ long hồn nguyên thể, nhưng mà mỹ phụ kia, tùy ý liếc một cái, liền đem diệp trần xem thấu loại thực lực này có phần cũng quá kinh khủng chút diệp trần thiếu hiệp nơi đây chính là ta chỗ cư trú theo ta tiến vào đi trắng y mỹ phụ chỉ chỉ phía trước hang đá mang theo diệp trần trong chiều đi vào mới vừa vào bên trong tại diệp trần tầm mắt bên trong chính là một mảnh ngói trắng chi sắc xương lạnh băng điêu băng tinh bao phủ toàn bộ không gian trong thạch động này càng là một mảnh băng tuyết thế giới cước bộ một bước trắng y mỹ phụ cơ thể trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc nàng đã đứng ở một tòa băng cung phía trước hai tay mở ra mơ hồ mang theo một cố vẻ tự hào diệp trần thiếu hiệp ngươi xem ta đây băng cung như thế nào trắng y mỹ phụ vừa dứt lời bên trong hư không bay xuống ngàn vạn tuyết bay toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ mộng ảo mà ở băng cung bên trong là từng tòa phân ly gian phòng trong phòng kế khí cụ đầy đủ nói là tinh xảo cũng không đủ đứng lên trắng y mỹ phụ cơ thể càng là biến mất ở trong gió tuyết xuất hiện lần nữa thời điểm nàng đi thẳng tới diệp trần bên người nhượng diệp trần trái tim run lên bần bật thuấn di vừa rồi diệp trần cũng không có cảm thấy bất kỳ chân nguyên ba động thế nhưng bạch y thiếu phụ từng bước đi ra tan biến tải trong gió tuyết không gian xé rách trước mắt đến diệp trần bên cạnh chính là thuấn di thần thông vừa rồi ta chưa từng cảm thấy trần văn khí tức chẳng lẽ người này là bước vào phá không cảnh thánh đạo cường giả Diệp Trần thầm kinh hãi, căn bản vốn không biết được đối phương là thần thánh phương nào. Thánh đạo cường giả, đã có thể sừng sững ở tần vũ hoàng triều đỉnh phong chi vị. Mà phá không cảnh cường giả, có thể qua lại trong không gian, vô tung vô ảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Trần căn bản sẽ không tin tưởng, tại khốn long trong hạp cốc, lại còn cất giấu một vị như vậy siêu cấp cao thủ. Tiền bối, tất nhiên ta đã đi tới nơi ở, hiện tại có thể nói cho ta biết, vì cái gì bích giao lại biến thành bộ dáng hiện tại hơn nữa nàng tựa hồ hoàn toàn không nhớ ra được ta chẳng lẽ nàng đã mất đi ký ức ít sâu mấy hơi diệp trần nhìn xem trắng y mỹ phụ không nhịn được hỏi một tiếng ngươi sai rồi bích giao cũng không mất đi ký ức chỉ là nàng từng từng chịu đựng cực kỳ thương thế nghiêm trọng linh hồn gần như phá toái ta vì cứu nàng chính là vận dụng tẩy hồn chi thuật đem linh hồn cưỡng ép phong tỏa tại thể nội trắng y mỹ phụ cười cười hồi đáp tuy phương pháp này cứu trở về bích giao tính mệnh, nhưng là khiến cho trí nhớ của nàng trở nên hỗn loạn, không nhớ ra được ngươi cũng cực kỳ bình thường. Tất nhiên tiền bối ngươi vận dụng tẩy hồn chi thuật, nhưng vì cái gì bích giao huyết mạch lại phát sinh biến hóa, ta nhớ được, nàng là long nhân tộc, theo đạo lý tôi nói, cũng sẽ không huyến hóa chân long thân thể. Diệp Trần lật lòng hỏi một chút, thoại âm rơi xuống, cái kia trắng y mỹ phụ trên mặt lúng đồng tiền lập tức tiêu thất. Một cố rót vào cốt tủy hàn khí, đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian. Hết tập 49.